Ủa chú Tư, hôm nay chú dạo vậy? Hôm nay chú mặc giáp kim cương nè. Wow, chú mặc quần kim cương, dạ kim cương nè. Chú cầm kim cương nữa. Sao chú dạo vậy? À, không có gì đâu cháu. Tại chú là làm ở bên cảng nên chú dạo vậy thôi cháu, chứ có gì đâu. Thiệt hả chú? Wow, chú sướng quá. Vậy cháu làm ở bên cảng như thế nào vậy chú? Thì cháu hãy xây một cái nơi nào đó để bán đồ ở bên cảng là được thôi. À dạ chú, thì con sẽ xây cái nhà để con gọi là làm ở bên cảng, con giàu nha chú. Con sẽ có thật là nhiều kim cương lắm nha chú. Hello các bạn, chào mừng các bạn lại với kênh của mình. Mình là Nobita. Video ngày hôm nay mình sẽ xây một cái nhà ở một cái con sông rồi đó. Để chúng ta buôn bán đồ trong Minecraft BE nha. Đây chỗ này rộng nè, mình sẽ lấy chỗ này làm mà. Ủa sao con Yumi này lâu chết vậy? À, làm cái nơi để gọi là chúng ta được gọi là bán đồ sẽ giàu như cái chú Tư hồi nãy mình gặp ha. Nhưng chúng ta lấy cái khoảng đất hơi rộng đi, mình không biết là bao nhiêu ô. Rồi chúng ta sẽ thử xây nha. Rồi thì trước mắt mình kia các bạn là chuẩn bị cho mình trước là ba cái này và số lượng bao nhiêu mình cũng chưa biết nữa. Trời, tích cực xây cái đã. Chúng ta phải khai khẩn đất hoang cho này đã. Ủa chỗ này là bị lố rồi nè, mình sẽ lắp đất lại rồi. Ủa lắp gỗ rồi, lộn. Rồi sẽ đập đất chỗ này đi. Giờ chỗ này giống như cái đường đi á, nên là chúng ta sẽ đập đi để nó chán cái đường đi vô nhà của chúng ta. Rồi sẽ qua đây thêm, sẽ qua đây xem nha. Rồi như thế này. Rồi nó sẽ cái cầu của chúng ta ra ngoài cái quán của chúng ta. Nếu các bạn nào muốn xây cầu còn không muốn thì thôi, chứ mình là mình không muốn rồi đó. Chúng ta sẽ tới mắt xây thế này thôi. Ở rồi thôi, chúng ta sẽ cửa thì nhiều khi cũng không cần đâu. Này mình sẽ xây bức tường ở đây đây. À, đúng rồi, ok, sẽ bức tường ở đây. Rồi còn ở xung quanh chúng ta sẽ không có xây thêm, ở chúng ta sẽ xây em ở đây nha. Đây rồi mình sẽ đo khoảng xây thế này. Khi mà khách đi vào á thì chúng ta sẽ lấy cái chỗ bên đây này, chỗ bên đây sẽ làm cái chỗ bán đồ ăn. Ok, đó chỗ bán đồ ăn này hay kéo dài cái này ra. Đây là cái lý do mình kêu bạn khai khẩn đất hoang đi. Này cái phần đất hoang rồi, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu xây những miếng đất. Rồi con không có cần dài đến mức đó đâu, nghĩa là chỗ bán nha đoạn thì đây như vậy thôi. Đó, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu xây cái chỗ, cái nền nhà nha. Cái chỗ để cái người mà bán đồ ăn á, người ta có thể đi ra đi vào nè. Này, rồi tham xếp đai thôi. Rồi
Đây, đây sẽ là cái chỗ mà chúng ta... Ê, ui, té, té, té ao luôn. Bãi trưởng rồi. Chúng ta sẽ xây thế này. Ở dưới sông thì các bạn có thể cắm thêm những cái cột nữa cho đẹp. Bên đây chúng ta sẽ... Theo kiểu kiến trúc gọi là... Gọi là mình cũng không biết là kiến trúc cái gì, nhưng mà mình thấy anh sẽ có đẹp thế cái này. Từ từ mình sẽ phá thêm đất. Rồi. Đập cần gì nó cần gì mà ngay đúng không? Rồi. Đất chỗ này nữa nè. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu lót đất lên, lót cái cục gạch lên. Các bạn có thể ở lót gỗ lên, các bạn có thể dùng nhiều dùng hai loại gỗ sắp thành hình chéo, hoặc là dùng một loại gỗ sắp toàn bộ thế này. Đây. Nó cũng tới tối ha, mình cũng muốn chỉnh lắm nhưng mà thôi kệ đi. Mình sẽ không chỉnh trời hết mưa đâu. Tại mình cũng rất là yêu mưa. Sao ngoài đời ghét mưa lắm. Trong mấy lần mưa cái đất nhà mà nó ồn, nó dội khó ngủ. Rồi. Ở đây bắt đầu chúng ta sẽ từ cái vị trí này. Đây, bắt đầu cho nên chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái nóc nhà lên. Thì cái video mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi, còn các bạn muốn xây đẹp hơn hay là xây thế nào thì để các bạn. Xây thế này. Nhà có to hơn. Nhà bé quá. Rồi. Rồi chúng ta bắt đầu xây cái nhà. Chúng ta sẽ lấy cái vị trí được cái chỗ này nâng lên. Rồi, nhà máy vẫn còn thiếu nè. Rồi, chúng ta sẽ thử nha. Độ cao đây là 1, 2, 4, ok. 3 lốc. Rồi, chúng ta sẽ đầu xây nha. Chúng ta lại xây thêm cái trên lầu nữa, nhưng mà nên mình sợ không đủ đất. Mà nếu mà xây thêm trên lầu thì rất lâu. Nhưng mà cái video này mình được 3 like, thôi 5 like đi, chứ xây cho lầu lâu lắm. Nhưng mà cái video này mình được 5 like thì mình sẽ xây một cái nhà giống như vậy, ở cái nhà bán nước giống như vậy, nhưng mà sẽ là xây thêm phần lầu ở trên nữa. Phần lầu thì có thể là đẹp hơn, và cũng mình nói như thế công việc thôi. Rồi, chúng ta cũng có thể, lúc đó chúng ta sẽ thiết kế nhiều cái chi tiết ở đây. Rồi. 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 Sẽ tích cực tăng cái tốc độ mình lên. Mất rồi. Rồi. Nhìn to một xíu nữa. Rồi. Như vậy chắc đủ rồi. Nhặt bé lại thôi. Rồi chúng ta sẽ lắp qua. Đây như thế này. Này nhà đủ rộng rồi. Rồi ngoài sau chúng ta sẽ bắt đầu từ từ, ngoài sau thì mình sẽ chỉ các bạn xây sau nha. Thì mình chúng ta phải xây xong cái phần ở trên đó rồi mình sẽ xây phần nhà sau sau.
Rồi. Mình sẽ xây hình chớp như hồi sáng. Ôi xong rồi. Rồi. Tiếp tục thôi nào. Ôi đứng máy rồi, đứng máy. Ờ ok. Tôi đứng máy chứ. Cái này chúng ta sẽ xây bằng cái cục này. Không không không. Cục này chúng ta sẽ không xây bằng cái này đâu. Chúng ta sẽ xây bằng cái cục kia luôn. Này cái khúc cột chúng ta xây bằng cái cục này luôn nha. Chúng ta đổi làm chiếc công. Ok. Rồi. Xoay theo tiếp tục cái hình chớp nha. Và hình chớp này hình chớp chữ L. Mình sẽ cắt video đi cho nó nhanh hơn, thì nó lâu quá. Cuối cùng thì sau 1 triệu năm mình cũng đã quay trở lại. Thật ra thì bạn xem video rất là nhanh, nhưng mà làm rất là lâu. Rồi ở đây chúng ta bắt đầu sẽ trang trí nha. Ở đây chúng ta sẽ trang trí một cái chỗ để chúng ta xem tivi. Chúng ta sẽ xây cái ghế sau. Rồi chúng ta sẽ xây đây là cái hình chớp của cái hình nón này, của cái hình nhà của mình đây đó, hình ốc nhà của mình. Rồi. Ok, ok ok ok. Ok. Đúng không ta? Nó sẽ như thế này để chúng ta không thấy được cái lỗi cái phần ấy của cái chỗ bản đồ này đó. Rồi chúng ta hãy áp dụng cái kiến trúc này. Rồi. Rồi xong. Đã hoàn thành. Rồi chúng ta sẽ xây tới cái phần chỗ ngồi cho khách nha. Thì là cái cổng vào. Các bạn có thể dùng cái này để làm như thế này. Như thế này. Thế này. Thế này. Thế này. Thế này. Rồi coi đặc quá. Cái này khó đặt lắm các bạn ơi. Thì nó sẽ thay thế này và nó cho nó lại với nhau. Rồi ở ngoài kia các bạn hay đặt cái tên cho cái tên để cái quán trà sữa của các bạn. Như trên cái thế này các bạn cũng không có xây bằng gỗ đâu, mà xây bằng các loại vật liệu khác cũng được. Nó dùng cái tấm bảng để đặt tên ở đây cũng được này. Rồi chúng sẽ dùng một cái miếng ghế ngồi, một cái miếng hashtag gì đâu quên rồi, mình vẫn quên cái tên của cái này. Các bạn có thể trang trí thế này, các bạn đặt cái này chính giữa hoặc ngược lại, hoặc là thế này. Rồi các bạn đặt cái cục này chính giữa mái nha. Đây cái này này là cái bàn để cho khách ngồi nói chuyện đó. Quán trà sữa đây, rồi ok. Quán nước đây.
Em sẽ xây cái bán ở bến cảng này. Đây, em sẽ xây cửa đây nữa. Không phải, không phải. Đặt cái này đặt ra nha. Đó. Cái phong cách là rất chất với quán mình đây. Rồi ở mỗi cái trên mấy cái lan can này chúng ta sẽ cái chậu rồi ta. À chậu đây. Hồi trưa mới lấy cái chậu xong, bây giờ mình sẽ tìm hoa. Tìm hoa để trồng. Hoa chỉ có hoa hồng đẹp. Không biết tìm hoa thôi. Rồi. Ok, mình sẽ đặt những chậu bông ở đây. Tạo cảm giác thoải mái cho khách khi tới quán nước ở bến cảng. Rồi, như phòng trong này thì chúng ta trang trí như, ví dụ như là những cái ly trà sữa, chúng ta sẽ trà sữa thì cái này để xem cũng hãy tạo thêm một chút đặc sắc cho quán. Chúng ta sẽ thêm thế này. Rồi, ngay chỗ này của quán này, cái đầu của Angel Dragon. Từ từ. Rồi. Ủa sao kỳ vậy? Tắt hay đó, cái này hồi đó mình nhớ mình làm được rồi, nhưng mà phải cần công tắc hay là cái gì cho tới đó rõ đấy, quên rồi. Chúng ta phải lặn nước mới được. Rồi xong rồi, chúng ta chặn nước rồi, chúng ta sẽ đặt công tắc ở đây. Rồi, thì là ok rồi. Oh my god, hết cái bài nhạc kia luôn rồi. Mình quên một điều là làm sao để cho cái này nó chạy được ta? Mình quên rồi này. Ôi ôi, cái này nó có dễ luôn. Chặn rồi đi. Đó. Rồi, ừ, ở đây chúng ta sẽ trang trí những cái mình sẽ tạo cảm giác quán rất là đông khách cho khách tới đây. Tha đồ để pha chế cái nước uống này. Sẽ đẹp cái rừng ở đâu đó để làm cái nguyên liệu, cái chỗ cái nơi để cái nguyên liệu ấy. Đây, sẽ lấy cái rừng ở đây. Mặc dù cho mấy cái này chả có gì. Rồi, ở ngoài đây chúng ta sắp xếp một dàn chỗ ngồi kế chỗ
cái chỗ bán của cái ông chủ của cái người bán nước này. Này. Ở chỗ ngồi chúng ta sẽ không cần phải để ghế đâu ha. Không biết bà này có dính bản quyền không ta? Này, tự nhảy này mà không có chỉnh. À. Rồi. Dạ được rồi. Rồi thì phần này chúng ta chỉ trang trí vậy thôi. Cái phần nấu ăn thì chúng ta trang trí vậy thôi. Rồi mình sẽ sắp xếp như thế này nha các bạn. Rồi đặt cái cửa ở đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ kiếm len. Len thường là cái cục màu đen đen. Đây cục này. Cục này. Chúng ta sẽ làm cái dàn tivi. Nghĩ là mình chế một cái khác hay hơn. Mình chỉ cần một cái cục đen đen thì thôi. Hashtag. Một hashtag chứ. Hashtag đen này. Hashtag này mình có rồi. À chưa, quên. Đây. Có mấy cái đâu điểm nha. Không được. Thôi kệ, để gì cũng được. Mình làm cái gì vậy ta? À đúng rồi, mình nghĩ là đây là cái này. Đó, hợp lý. Rồi đọc cái này luôn. Rồi xong rồi, ở đây chúng ta chỉ cần bít cái nổ này lại, hoặc là các bạn cũng có thể xây như thế này. Trời ơi mệt vãi. Wow, bánh kem. Wow, ở đây có một rồng rồi, độc đáo, nhiều vàng quá, và có bánh kem cả. Wow, lại có TV Sony 49 inch. Ở đây là có những thêm những cái hàng rào này để che màn lên nữa này. Ở đây cũng là chỗ chúng ta thuê thuyền. Đây là đúng là một bánh cảnh thật sự. Hoa khắp mọi nơi trên cái quán này. Thiếu rồi, để mình thêm thôi. Cái quán này làm ăn thiếu sót quá. Rồi thì giờ cái video xây cái quán nước, xây quán bánh kem nước ngọt ở chúng là tầm lâm, quán tầm lâm đồ ở trên cái biển của mình đến đây là kết thúc. Nhưng mà mình không biết là cái là ông chú nó có là thật hay không. Tại vì nếu mà là bán đắt như vậy thì bánh kem bây giờ mình bán chưa có ai mua. Nếu mà bán đắt thì ở đây có rất là nhiều người mua rồi. Không biết nên tin lại hay không.
Các bạn hãy cho anh biết là có nên tin lời ổng không nha. Thì cho anh biết là ổng có nói sự thật hay không, để mình còn tin chứ. Ổng nói mà mình sai về mình bán được đắt lắm. Nhưng mà mình làm vậy là ổng mất khách, nên ổng không nào chỉ mình được. Mình nghi lắm á nha. Nghi lắm á. Các bạn biết không, tôi là Creeper. Ngày xưa tôi rất giàu có, tôi nghe lời ông này đầu tư vào bất động sản ở Hồng, đầu tư vào xây những cái nhà quán ăn ở bên rạng. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi tôi nghe lời ông ta. Tôi đã bị thất nghiệp, nên hôm nay đến đây để trả thù ông ta. À không, tôi muốn chạy nhưng tôi kêu đàn em tôi giết ông ta. Mọi thứ, kim cương, giáp, tất cả đã chấm hết. Mọi thứ chẳng còn gì, ngọt đống đổ nát. Thật đáng thương một số phận.